Rồi. Cái đường đi ra mình nói là nước tự động lắc ha. Rồi ra khỏi đi ra bên xe lại. Tính ra bên này mình đi ít nhưng mà đi cũng nhiều. Giống như vô chân quá không? Kỳ thú Tà Lân, tức là con thú có kỳ hay từ kỳ thú có nghĩa là kỳ lạ và thú vị lắm vậy. Rồi. Tiếp tục hành trình dân du về miền Lan Thiên. Dạ xe tử tế quá anh kiệt, có mũi tên chơi đánh kiệt hả? À có mũi tên như có cái điểm tựa ha, à, đi nó vững vàng hơn, nó là thực tế mà. Đi biển thì có la bàn, đi rừng có kim chỉ nam hả, thì người tu cũng giống vậy đúng không? Kia mang đôi giày tới dưới kia ở dưới kia còn một cây nữa, nhiều lắm cây nữa. Cái cục đá đầu tiên là đá Kỳ Lân hả? Như, ủa mình có đi ngang chỗ cái cục đá cái cục đá hình hình con rùa đó là treo lên được không kẹt? Nó treo cục đá là cây. Cái đó có dụng cụ cái cách thì đó hỗ trợ. Chứ là khi trời cũng dẫn đi trời đó Kỳ Lân nè. Quái thiệt. Có đòn cúng bông cúng hoa gì đó vậy đó phải không? Ừ, đòn mới nãy đó. Dị quá. Đây là cái đòn xe 16 xuống đâu. Ừ. Cái đầu cúng bông cúng hoa vậy đó. Không đồng của Phật tức tâm, tâm tức Phật, Phật thì tại tâm. À, hữu tâm vô tướng, hữu tướng vô tâm, bất tùng tự diệt. À, có tướng mà không có tâm, mà có tâm mà lại không có tướng. Tướng tự tâm sanh. Lan Thiên vô trống kìa, mù mù tích xa trống. Lan Thiên này Lan Thiên lớn hả huynh? Vô à, đúng rồi vô già trống luôn, rộng mênh mông trống luôn. Chị không gì à? Chị cao không? Cọc trời hả? Bò ngựa hả? Rồi, kế tiếp cái trình là chúng ta tiến hành đến cổng Bà Ngự, nhưng mà những cái mỏm đá mà chúng ta nhìn vị trí này phải nói đẹp cực kỳ luôn. Ừ. Chỗ Hiếu kìa, Hiếu bên đó kìa.
Ôi trời ơi, nó đang trèo lên đấy luôn rồi. Bỏ trong thì. Đẹp quá hen, vòng vòng lên đây nhìn, cứ nhìn cái nó đẹp quá đẹp luôn, nhìn bao quát quá đẹp. Cái đội đó mình chưa qua luôn đó thích. Chung là mình chỉ đi một cánh đây chứ cánh bên của nó không đi luôn hen. Chết trên là chừng thì hồi đó giờ là không đi chết trên đâu luôn á. Chưa lên chết trên lần nào luôn, không lấy giờ mở cái đường lên cánh chết trên nó chơi chứ cánh chết dưới này đi hoài luôn. Đi chết trên rồi đi kiểm tra tuyến đường mới mới rồi. Ở khu này cái khu trước mặt mình chưa qua nè. Đúng không? Khu này là mình chưa qua luôn nè. Từ tới đó cái mình đi vô đây cái mình đi vô trong rồi. Cái gốc làng thiền, gốc làng thiền chưa khúc khúc đó, vô đó mình chưa vô đó, nguyên chết đó đó. Chết không cái bạn đó đó. Nhiều lắm luôn. Rồi chưa nói, ủa gì bên đó rồi tú, thật thật. Dần dần bên kia. Chưa qua luôn. Rồi, thời gian của mọi người ở đó là phản tương ưng là 15 phút đồng hồ nha. Để chúng ta bắt đầu xuống cao văn với đi qua suối trầu, đi qua bên điện tàu cao. Ở đây 15 phút đồng hồ đi. Nếu là đường qua bên tàu cao có con suối nhỏ thì mọi người gương mặt rửa tay cũng được khỏi tắm. Chứ nhìn mấy vị này là không có tắm suối đâu. Phải đằng kia nó mung. Đằng kia chứ nó mung đúng không? Đằng kia mung ô à. Đằng kia là cái đằng liều.